Xin chào các bạn. Trong cái nội dung video này mình sẽ làm cái video để chia sẻ với các bạn về cái thông tin, đó chính là cái tài khoản khi các bạn đăng ký mở app ứng dụng cũng như là cái tài khoản online. Được chưa? Đăng ký tài khoản online, mở ngân hàng tài khoản online với cái ngân hàng của Quân đội Mobile ấy thì sẽ có một số lưu ý như sau. Thì nhiều bạn thắc mắc là tại sao em không nhận được tiền khi mà đăng ký theo cái thông tin như thế này. Khi mà các bạn xem video này, các bạn đăng ký ở đây này, thì các bạn nhấn vào đăng ký. Đăng ký ấy, thì đối với các bạn có hệ điều hành iOS ấy, hoặc là Apple ấy, thì các bạn tùy. Nếu mà các bạn thì các bạn nhớ download cái ứng dụng này về, phải không ạ? Và các bạn cài đặt vào. Đấy, các bạn download ứng dụng này, các bạn nhấn vào đăng ký thì sẽ tùy từng cái thiết bị thì sẽ các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về. Được chưa? Đầu tiên là các bạn tải ứng dụng này về đã trước đã, phải không ạ? Đấy, thì tải cái ứng dụng này về trước để làm sao để nhận được, các bạn nhận được 30.000 vào trong tài khoản khi các bạn đăng ký mở tài khoản online trực tuyến luôn. Được chưa? Đấy, thì làm sao để nhận được? Thứ nhất là khi các bạn đăng ký ấy thì các bạn phải chú ý là các bạn nhớ nhập cái mã người giới thiệu. Đó. Nhớ nhập cái mã người giới thiệu. Ở đây cái mã giới thiệu của mình đó chính là các bạn có thể nhập tên hoặc là các thứ. Được chưa? Đó. Nhưng mà ở đây ấy cái mã giới thiệu ấy các bạn sẽ nhập đó chính là 0377 999658 vào trong cái mã người giới thiệu ấy. Được chưa? Thì các bạn sẽ hiện ra cái thông tin tên. Được chưa? Đó, tên tên cái tài khoản của mình thì các bạn mới được nhận 30.000 đồng vàng ạ. À, thì cái số tiền này nó không phải là lớn, nhưng mà nhiều bạn thắc mắc là tại sao thông tin như thế là đăng ký và không nhận được. Thì vì lý do là các bạn sẽ vì các bạn không 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 điền cái mã giới thiệu ấy thì các bạn sẽ không không nhận được, có thể là các bạn không nhận được vàng ạ. À, đó đấy, khi mà các bạn là khi mà các bạn là thì các bạn đăng ký cái này đăng ký hơi dài một chút, nói chung là nó chỉ điền thông tin nó vào thôi các bạn. Đấy, điền thông tin số điện thoại setup vào đăng ký ấy, được chưa? Đấy. Đó. Cái tài khoản này thì mình thấy là được khá nhiều người sử dụng cũng như là những cái tài khoản khác. Nhưng mà mình thấy là cái tài khoản của bên ngân hàng này ấy, thì chuyển khoản miễn phí, được chưa? Một số ngân hàng cũng nữa cũng chuyển khoản miễn phí, mình cũng chưa rõ bên Agribank cũng chuyển khoản miễn phí, cũng có nói là không mất phí cũng như là không mất phí duy trì tài khoản các thứ ấy, được chưa? Đấy, nó hoàn toàn là nó khá là ổn để các bạn chuyển khoản cũng là nhận tiền thanh toán các thứ đấy đó. Mình có được thử rồi. Các bạn phải điền cái mã người giới thiệu vào. Khi mà các bạn đăng ký setup xong cái username cũng như là tài khoản đấy thì các bạn phải điền cái mã giới người giới thiệu vào mới được. Các bạn không điền vào thì các bạn có thể là các bạn sẽ không nhận được số tiền trong tài khoản của bạn. Còn nếu các bạn điền ấy thì chắc chắn là các bạn sẽ có các bạn nhá. Đấy. Sẽ có. Ở cái chỗ nào nhỉ? Để mình xem nào. Đấy, đến cái chỗ xác minh trong chứng minh thư nhân dân cũng như là giấy tờ tùy thân hộ chiếu này đấy. Được chưa? Đến khi mà các bạn xác minh xong ấy, xác minh xong đến cái khuôn mặt đấy thì các bạn quét. Quét khuôn mặt thì các bạn quét như nào? Các bạn quét dọc, quét ngang, quét các kiểu. Các bạn quay đầu ấy để quét cái khuôn mặt, quét rõ các bạn nhá. Đấy, đấy, đây là chụp mặt trước và mặt sau ở đây này. Đấy, các bạn phải nhớ chú ý cái này này, mặt trước và mặt sau của cái thông tin này, thông tin tài khoản đó nhá. Đấy. Thì các bạn sau đó thì các bạn sẽ nhập cái mã người giới thiệu vào thì các bạn mới có thể là đấy được chưa? Đó. Hiện tại thì cái tài khoản này nó tài khoản bên 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 MB Bank này miễn phí thì nó khá là ổn, cũng như là các bạn duy trì tài khoản đấy và các bạn có thể là thậm chí là các bạn không mất phí gì cả. Thường ấy thì các bạn thường nhiều tài khoản ấy thì mất phí duy trì app hay là gì đó.
Còn cái mất phí gửi tin nhắn về cái báo động số dư ấy, thì cái báo động số dư kia là nó sẽ gửi về cái số điện thoại của bạn thông qua cái tổng đài của ở bên nhà mạng Viettel hay là VNPT hay là Mobifone hay là Vietnam Mobile hay gì đấy, phải không ạ? Thì qua đó thì thường sẽ phải mất phí bạn nhé. Đó, còn đối với trường hợp mà các bạn không cần biến động số dư, thực ra thì cũng không không cần thiết biến động số dư trong ấy, bởi vì là các bạn có thể vào app để xem trực tiếp được rồi, được chưa? Đó, còn biến động số dư nó các bạn hồi xưa các bạn hay sử dụng những cái máy mà không 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 cảm ứng ấy, thì đa số nhiều người sẽ sử dụng cái biến động số dư thì nó sẽ gửi về cái tin nhắn tiện hơn. Nhưng mà bây giờ đa số có những cái thiết bị smartphone cảm ứng rồi, người ta có thể cài ứng dụng vào trực tiếp, cũng như là có mạng rồi người ta sẽ vào ứng dụng để xem tiền đã được chuyển chưa, đã được nhận chưa, thì nó dễ dàng hơn, phải không ạ? Thì ít đăng ký biến động số dư, phải không ạ? Và hiện tại thì miễn phí, nhưng mà sau này ấy, thì mình chưa cũng chưa rõ là có miễn phí hay không, nhưng mà hiện tại miễn phí. Thì có nhiều trường hợp ở đây ấy, thì miễn phí trọn đời, phải không ạ? Nó như một số app ứng dụng khác hoặc là những cái chương trình khác ấy, thì mình được biết ấy, thì nếu mà họ lấy đủ cái danh sách khách hàng tiềm năng ấy, thì bắt đầu họ sẽ có trả phí được ạ. Đó, thì các bạn nghe nói rất là nhiều, ví dụ như các bạn tải cái lượng khi họ có đầy đủ, họ có nhiều khách hàng rồi thì bắt đầu họ sẽ thu phí. Đấy, nhưng mà cái app ứng dụng này hiện tại thì miễn phí đó, miễn phí trọn đời, các bạn thấy chưa? Đó, miễn phí trọn đời thì sử dụng, hoặc là một số ngân hàng khác thì các bạn trải nghiệm thì các bạn sẽ thể rõ được. Có một số ngân hàng ấy, khi các bạn đăng ký xong ấy thì có một số thì đăng ký xong thì họ bắt chúng ta phải xác minh lại thông tin của chúng ta, thì đôi lúc các bạn phải ra quầy thì mới được, ví dụ như một số ngân hàng khác đó. Nhưng mà MB Bank này mình thấy là ít lắm, ít ít phải xác nhận thông tin lắm. Có nghĩa là khi các bạn tạo xong rồi thì họ tạm khóa cái tài khoản của bạn, nghi ngờ là thông tin giả mạo hoặc là thông tin không chính xác, yêu cầu chúng ta ra quầy để xác minh lại cái thông tin của chúng ta, có nghĩa là xác minh lại giấy tờ tùy thân các thứ, xem chúng ta có phải thật hay không. Bởi vì là đa số những cái app ứng dụng này họ xử lý bằng máy bằng bằng máy thì chả có nghĩa là bằng cái công nghệ AI cũng như là trí tuệ nhân tạo ấy, họ xử lý tự động. Sau đó thì có thể là họ mới mới xem lại, có nghĩa là người thật mới xem lại những cái thông tin mà đã được tự động đăng ký đó. Thì có nhiều ngân hàng ấy thì họ bắt chúng ta phải ra quầy để đăng ký lại, thế thôi, chứ không phải họ khóa vĩnh viễn, thì họ tạm khóa thôi. Có nhiều 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 một số hàng thì nó như thế các bạn, nó vẫn cho đăng ký online, nhưng mà đăng ký online khoảng 1 2 ngày thì đấy, thì các bạn thấy nó thì các bạn ra quầy để xác minh lại được nhá. Đó, cái tài khoản này ấy, thì các bạn có thể đăng ký và mở online trực tuyến luôn, cũng như là các bạn nhận thẻ tại nhà luôn, các bạn không cần phải ra quầy cũng được. Đó, bạn có thể dịch vụ đấy, có thể lấy tiếp luôn, các bạn nhận thẻ tại nhà luôn cũng được. Ý thẻ gì thì sẽ được gửi thẻ về tại nhà chúng ta. Thì bây giờ có những dịch vụ của chuyển phát rất là thuận tiện để chúng ta lấy thẻ, cũng như là cái mùa dịch này. Đó, thì các bạn có thể đăng ký cái thông tin ở đây, online ở đây các bạn ạ. Đấy, thì nó cũng rất khá là thuận tiện để cho chúng ta sử dụng, chẳng hạn. Đấy, đây là cái thông tin của chúng ta. Các bạn nhớ nhé, nhiều bạn đăng ký ấy, nhiều bạn không để ý, cứ nhấn bỏ qua là các bạn sẽ không, có thể là các bạn sẽ không 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 được, được chưa? Cho nên là các bạn nhớ nhập cái mã người giới thiệu vào, cái quan trọng. Đó, các bạn ví dụ như các bạn kích vào cái đường link này này, sau đó các bạn nhấn vào đây. Đối với các bạn Android ấy, thì nó sẽ tự động nhảy qua cái app và tải cái ứng dụng Android về. Đó, các bạn bấm vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về, thì các bạn sẽ việc đăng ký rồi, điền số điện thoại cũng như là địa chỉ email vào thôi. Thì bạn nào có email thì các bạn điền email. Các bạn không có email thì các bạn tạo email. Được chưa? Đấy, các bạn vào tạo email. Đấy, tạo email cũng được. Đấy, tạo email thì các bạn tạo email này thì có họ và tên này, người dùng này. Đấy, tên người dùng này, mật khẩu các thứ vào đây.
thì nó cũng khá là đơn giản, nó khá là nhanh thôi bạn. Đấy, nó khá là đơn giản, nó khá là nhanh. Các bạn nhớ sau đó các bạn nhớ tạo cái username. Username thì cái username ấy của bạn ấy thì phải username thì nó sẽ là cái tên mà chúng ta sẽ kiểu như là chúng ta không được trùng khớp đó, cái user của chính chúng ta thôi đấy. Ví dụ như các bạn tên là gì, ngày tháng năm sinh là gì, các bạn có thể điền username đó vào cũng được đấy, sau đó cái điền mật khẩu vào. Đây là một số thông tin chia sẻ các bạn qua cái video này, mục đích cũng chỉ nó chia sẻ với các bạn là các bạn muốn nhận được 30.000 thì các bạn phải điền cái mã giới thiệu của mình vào, được chưa? Đó, hoặc là thường thì các bạn sẽ nhận được đó, mình thấy đa số nhận được. Còn trường hợp đến thời điểm hiện tại là nhận được đúng không? Nhưng mà sau này ấy, thì chưa biết thế nào, nhưng mà hiện tại là nhận được, đăng ký là các bạn sẽ nhận được, được chưa? Nhận được luôn vào tài khoản của các bạn luôn khi bạn mở tài khoản mà tiền, được chưa? Phải qua cái đường link chẳng hạn, tất nhiên là phải qua đường link của là đường link và mã giới thiệu này thì mới có thể nhận được. Các bạn có thể tạo đường link và mã giới thiệu của bạn, được chưa? Đấy, còn đây là đường link và mã giới thiệu của mình đó, thì tất nhiên là không ai cho không ai một cái gì, các bạn phải có một cái gì đó thì các bạn mới mới nhận lại được đấy. Giống giống cái này kiểu như là nhiều bạn không điền ấy, khi các bạn kiểu như là các bạn sợ người ta kiếm được tiền hay là như thế nào đó, cũng giống như việc là các bạn đi làm cho một công ty ở một tổ chức nào đó mà các bạn không làm việc hết năng lực của các bạn thì chắc chắn là các bạn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ công việc của bạn, cũng như là các bạn sẽ không nhận được thưởng cuối năm chẳng hạn, doanh thu không tăng chẳng hạn đấy. Đó, nó cũng thế thôi, các bạn làm việc cho người ta, các bạn còn sợ người ta giàu thì các bạn cũng sẽ không mà phát triển lên được, các bạn cũng không 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 không, không gọi là không khá lên được các bạn ạ. Đấy, đó thực cái các bạn phải thực sự làm hết cái khả năng của các bạn đó, cho nên là các bạn cứ yên tâm là nhập cái mã này vào đi, không sợ người ta giàu đâu các bạn đấy bạn ạ. Đó, nhiều bạn thực nhiều thật thật sự là nhiều bạn đi làm ấy còn sợ người ông chủ giàu ấy các bạn, người khác giàu hoặc là công ty giàu đấy, bây giờ đó do một phần có thể là các bạn thiếu hiểu biết chẳng hạn đấy, thì các bạn là xem lại nhá. Đấy, xem lại đó, các bạn không điền vào các bạn sẽ không nhận được đâu bạn ạ. Nó hoặc là các bạn không đăng ký đây các bạn sẽ không nhận được. Đây là thông tin video để giải đáp với các bạn, được chưa? Đó, không phải là lừa đảo lừa lừa gì đâu các bạn, bởi vì những cái thông tin này thì nó hoàn toàn là nó uy tín các bạn nhé. Đấy, cái gì mà uy tín thì mình mới chia sẻ lên đây được, cái nào mà không đấy thì mông lung hoặc là cái thứ thì mình ít 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 mình cũng chia sẻ những cái thông tin không chính thống này. Bây giờ kể cả những cái thị trường tài chính cũng như là các thứ ấy thì mình cũng không chia sẻ, bởi vì nó gọi là nó hên xui các bạn ạ. Ví dụ như những cái thị trường tài chính như là chứng khoán các kiểu, kể cả chứng khoán các kiểu các bạn ạ, là những cái thị trường khác, Bitcoin, Bitcoin thì nó vẫn nhận tiền thật được đây, nhưng mà những cái thị trường đấy là nó không chính thống các bạn ạ. Đó, nhiều bạn chơi vào thì nó có rủi ro gì đó. Đó, nhưng mà cái này thì nó không rủi ro các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể đăng ký và mở tài khoản cũng như là những cái tài khoản ngân hàng khác thôi, được chưa? Đó, đó là cái nội dung video mình chia sẻ với các bạn. À, đến đây thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video lần sau, và chúc các bạn thành công. Và hiện tại thì vào, ui dồi, mẹ, 12 giờ rồi. Ok, bye bye các bạn nhé.